Thì Minh Tuấn xin được đại diện cho ban tổ chức của cuộc thi So You Think You Can Dance xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị đến từ các cơ quan truyền thông báo chí đã có mặt trong buổi họp báo buổi chiều ngày hôm nay ạ. Một tràng vỗ tay cho chúng ta được không? Và thưa tất cả các anh chị, có thể nói rằng là chương trình So You Think You Can Dance thử thách cùng bước nhảy đã bước qua 3 mùa. Từ mùa thứ nhất cho đến mùa thứ 3 thì chương trình đã tạo được rất là nhiều những dấu ấn và đặc biệt là có rất là nhiều những quý vị khán giả đã dành những tình yêu thương đặc biệt dành cho chương trình. Và một lần nữa thì trước khi bắt đầu buổi họp báo ngày hôm nay thì dành một tràng vỗ tay thật to nữa được không ạ?